Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người một câu chuyện về vị thánh Gioan Thiên Chúa. Gioan sinh năm 1495 tại Montmartre, Bồ Đào Nha, là con trai duy nhất của một gia đình trung lưu. Cậu trở thành một kho tàng quý báu cho cha mẹ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, kho tàng quý giá này đã vượt khỏi tầm tay của ông bà thân sinh. Năm lên 8 tuổi, Gioan đột nhiên mất tích. Không rõ ai bắt cóc cậu, hay biết rằng sau một thời gian ngắn, Gioan thấy mình trở thành một đứa trẻ bơ vơ, lạc loài tại Tây Ban Nha. Hằng ngày lang thang đầu đường xó chợ, không nhà không cửa, không nơi nương thân. Cậu tìm đến một vùng quê làm chăn chiên mướn để sống nuôi thân qua ngày. Người mục tử vui sống với đàn chiên, tung tăng bên đồng cỏ. Mãi tới năm 22 tuổi, ông chủ muốn gả con gái cho Gioan, nhưng chàng xin từ chối và xin nhập quân đội viễn chinh. 18 năm trời trong quân ngũ, Gioan hăng say với binh nghiệp, nhưng đức tin và lòng đạo đức thời thơ ấu của chàng đã hầu biến mất. Chàng ngụp lặng trong những cuộc phóng túng, truy hoang. Chúa cho xảy ra một vài biến cố để lay tỉnh tâm hồn chàng. Một lần, Gioan ngã ngựa, vết thương trầm trọng, nằm bất tỉnh suốt 2 giờ đồng hồ và rơi vào tay quân địch. Khi hồi tỉnh lại, bất chợt, mọi chàng lẩm bẩm lời khẩn cầu với Đức Mẹ khi chàng được học từ thời tấm bé. Gioan tha thiết nài xin Đức Mẹ cứu mình. Kết quả, chàng được hồi phục một cách lạ lùng. Lần khác, chàng được trao công tác canh giữ một số chiến lợi phẩm quý giá. Nhưng lỡ ngỡ thế nào, những đồ quý tự nhiên biến mất. Chàng bị kết án tử hình. May thay, có vị sĩ quan thương tình can thiệp xin tha mạng cho chàng. Gioan bắt đầu chán ngán đời binh nghiệp. Chàng rút khỏi quân ngũ và dần dần hồi tâm tỉnh ngộ. Từ Tây Ban Nha, Gioan trở về sinh quán tại Bồ Đào Nha với ước mơ tìm gặp lại cha mẹ. Nhưng than ôi, chàng được tin nát lòng. Mẹ chàng quá đau khổ vì mất con, đã nhắm mắt ngàn thu sau vài năm khi chàng biến mất hút khỏi gia đình. Sau cái chết của thân mẫu, cha chàng xin vào dòng Francisco rồi qua đời tại đó. Gioan xúc động đến tột cùng. Chàng cho rằng chính chàng là nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ mình. Chàng quyết tâm sống quãng đời còn lại trong thống hối đền tội. Và nếu cần, chàng sẽ đổ máu đào làm chứng nhân Chúa Kitô. Thời đó, Gioan nghe nói các Kitô hữu bị quân Hồi giáo bắt làm nô lệ tại Phi Châu. Chàng dự tính một trong hai giải pháp. Chàng sẽ tới Phi Châu kiếm tiền chuộc mạng những người xấu số đó. Nếu không có tiền, chàng sẽ thế mạng cho một người trong số bọn họ. Với dự tính đó, Gioan tới thành phố Ceuta nằm trên bờ biển Phi Châu. Trong cuộc hành trình, chàng gặp một gia đình viên chức người đồng hương bị lưu đày. Chẳng may, khi tới Ceuta, cả gia đình lâm trọng bệnh. Họ nài nỉ xin chàng tạm hoãn cuộc hành trình để cứu giúp họ qua cơn bi cực. Gioan tận tình đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình người đồng hương bất hạnh này. Tại Ceuta, Gioan gặp một linh mục. Ngài thấu hiểu cuộc đời chàng. Và theo ngài, Phi Châu không phải là nơi xứng hợp cho chàng. Trong khi cụ viên chức được may mắn hồi phục chức quyền và đang chuẩn bị hồi hương, thì Gioan vâng lời vị linh mục trở lại Tây Ban Nha, thi hành ơn gọi Chúa đã tiền định cho chàng. Về tới Tây Ban Nha, trước hết, chàng vui sống với nghề bán sách rong, lang thang từ làng này sang làng khác,
do An phổ biến các sách và tranh ảnh đạo cùng đồ dùng phượng tự. Đang đi trên đường hướng về thành phố Granada, chàng gặp một em bé ốm yếu đứng run lẩy bẩy. Đọc lòng trắc ẩn, chàng bế bé trên tay. Nhưng lạ lùng thay, chú bé cứ mỗi lúc một tăng nặng hơn, khiến chàng cảm thấy như phải bế một chiếc cối đá. Do An đặt chú bé trên đường để nghỉ. Đột nhiên, chú bé biến hình thành Chúa Kitô đang vác thánh giá. Ngài phán với chàng: Do An của Thiên Chúa, con sẽ tìm gặp thánh giá của con tại Granada. Và lập tức chú biến mất. Khi tới Granada, Do An tiếp tục nghề cũ. Một hôm, khi cha Do An thành Avila giảng khuyên mọi người hãy trở nên điên dại vì Chúa Kitô, chàng liền lập tức thi hành. Đi ngoài đường phố, chàng kêu la thảm thiết, giật tóc, vả mặt, đấm thình thịch trên mình rồi lăn vào bùn nhơ. Từ phố này sang phố khác, chàng nên trò cười cho thiên hạ. Bọn trẻ con bu quanh chế nhạo ngài. Cuối cùng, người ta giam giữ chàng trong một nhà thương điên với một kỷ luật khắt khe. Hằng ngày, chàng bị đem ra đánh đòn. Nhưng càng bị đánh, chàng càng giả vờ điên. Mãi tới một hôm, khi cha Joan Avila nghe biết câu chuyện, ngài đã đích thân đến với chàng. Ngài ra lệnh cho chàng phải ngưng ngay cái sự giả vờ đó và thực hiện thánh ý Chúa bằng cách giúp đỡ những người nghèo đói bệnh tật. Chàng đã vâng lời. Ra khỏi nhà thương điên, chàng thuê một căn nhà làm nơi nương thân cho những kẻ bị bỏ rơi và người đau yếu bệnh tật. Chàng đi khắp phố, lùng kiếm những người đói khổ, ốm đau, tàn tật, rồi đem về nhà để chăm sóc. Một mình chàng vừa là y tá, vừa là đầy tớ phục vụ mọi người. Chàng lau lọt bệnh nhân, băng bó vết thương, tìm cách làm vui lòng họ, rồi khuyên họ ăn năn cầu nguyện hoặc đi xưng tội. Lúc đầu, dân thành phản đối công việc của chàng, nhưng dần dần họ để chàng yên thân thực hiện công việc bác ái. Để duy trì bệnh viện tồi tàn của chàng, Do An nói với dân chúng: Xin các ông, các bà hãy làm ơn cho chính mình, vì theo chàng, của bố thí làm ít cho người cho hơn là người nhận. Công việc bác ái của chàng đến tài giáo quyền. Đức giám mục cũng là thị trưởng của thành phố Granada cho gọi chàng đến. Ngài hỏi tên chàng. Chàng liền kể lại câu chuyện chú bé nặng như cối đá đã gọi chàng là Do An của Thiên Chúa. Đức cha liền nói: Vậy Do An Thiên Chúa sẽ mãi mãi là tên con. Đức cha cũng xin chàng mặc tu phục riêng. Thái độ này cho chàng hay giáo quyền đã công nhận công việc từ thiện của chàng, đồng thời muốn chàng thành lập một hội dòng chuyên lo chăm sóc cho các bệnh nhân. Dân thành hiến tặng cho chàng một khu nhà thương. Do An trở thành người điều hành và nhiều nhân viên tình nguyện làm việc dưới sự hướng dẫn của chàng. Suốt 15 năm dài, kể từ ngày rời bỏ quân ngũ, Do An sống trong hãm mình đền tội, làm việc bác ái. Chàng trao hiến tất cả, không giữ điều chi lại cho mình. Do An thường đau bệnh, nhưng chàng đã không nghĩ tới bệnh hoạn riêng của mình. Một nghĩ đến những khổ đau của người khác và tìm cách phục vụ họ. Một hôm, đi dọc bờ sông, Do An thấy một người đang chơi với dưới dòng nước, đã hầu chết đuối. Chàng liền nhảy xuống sông cứu người đó. Chiều về đến nhà, chàng lên cơn sốt. Chính căn bệnh này đã đưa chàng về cõi đời sau. Những phút cuối đời, Do An sốt sắng lãnh nhận các bí tích sau hết do tay Đức giám mục thành Granada.
mọi người trong bệnh viện bu quanh giường chàng. Nhưng chàng xin mọi người ra khỏi phòng trong chốc lát. Sống đời đơn côi, chàng cũng muốn chết một mình. Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Do An trỗi dậy, xuống khỏi giường, đến quỳ trước tượng Chúa chịu nạn. Chàng hôn tượng rồi nói: Lạy Chúa Giêsu, con phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Nghe những lời này, một số y tá chạy vào, thấy chàng còn quỳ dưới đất, mặt gục vào chân tượng chuộc tội. Nhưng linh hồn chàng đã lìa khỏi xác. Do An qua đời ngày 8 tháng 3 năm 1550. Xác chàng quỳ nguyên như vậy trong vòng 6 giờ và tỏa hương thơm ngào ngạt.